Ác mộng cái gì? Anh biết em không đẻ được con trai. Anh đi theo người ta, anh xin xin con trai cái gì? Ôi, ai nhồi vào đầu em có suy nghĩ thế? Anh xin nha, làm xuống ngủ tiếp đi, mai còn đi làm. Anh gì đấy? Ôi, xin đấy, buồn ngủ lắm. Ôi, nặng thế. Đấy, tự đi được. Sinh nhật sinh nghĩa thì uống khước đâu. Tự đi được. Khiếp không? Tự đi được. Con sai đâu. Em yêu nào đây? Chuyện gì đấy? Anh dám lừa tôi à? Nói linh tinh cái gì đấy? Anh bảo sao tôi luôn mơ những giấc mơ bị chồng bỏ, giảm con thứ 6 của tôi không bao giờ sai. Em cứ bảo là anh phản bội các thứ đúng không? Bằng chứng đâu? Anh cần bằng chứng cái gì? Người anh yêu tên là em yêu là ai? Sao bật không lên nữa rồi thế này? Tôi dành cả thanh xuân cho anh. Mà bây giờ chỉ vì tôi không để được con trai mà anh bỏ tôi, anh đi tìm người khác à? Chị gì? Nè, chồng yêu là ai đấy? Tôi là người đấy, cô lưu đứa nào là chồng yêu đây? Bỏ ra! Em không biết. Tôi sẽ bật cho ngoài lên cho cô nghe luôn đấy. Đó nè, đứa nào đấy? Alo, đây có phải số chị Thảo không ạ? Chồng của Thảo đây. À, anh Minh ạ? À? Em Vân đây. Đứa nào cơ? Em Vân vợ anh Bình đây ạ. Ờ, Vân à? Hôm nay sinh nhật chồng em, nên chắc là các anh cũng hơi uống say rồi. Sợ là anh cầm nhầm điện thoại của chồng em rồi chứ gì. À, thế là chắc là anh cầm nhầm máy của thằng bạn anh về đúng không? À, vâng ạ, em gọi mãi không được, nên dùng máy của anh, gọi vào số của chị để hỏi đấy ạ. À? Thế mai em ra em đổi điện thoại nhá. Thôi, em chào anh chị ạ. Ờ, hết rồi. Nhầm. Ui, thế là mất oan tiền sửa. Okay.